Bằng chứng kết tội mạnh nhất là dấu chân gần chỗ nạn nhân, nhưng nó đã bị làm giả. Hung thủ đã phải trả giá. Cậu còn muốn tìm hiểu gì nữa? Mọi chuyện đã có trong hồ sơ rồi. Viết cho tôi con số mà anh muốn và trả lời cho tôi tất cả mọi câu hỏi liên quan đến vụ tai nạn. Không được giấu giếm bất cứ chuyện gì mà tôi chưa biết. Dấu chân tại hiện trường không đủ rõ để xác định là dấu chân của ai. Đã có sự can thiệp để kết luận đó là dấu chân của hung thủ, nhưng chuyện đó cũng không làm thay đổi sự thật. Hung thủ là cô ta. Có đó. Nhưng mà hiện trường lúc đó chỉ có mỗi mình cô ta thôi. Sai rồi. Ngoài cô ta ra còn một người nữa. Không phát hiện được gì. Sắp xếp cho em một số chuyện. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên Vion.